Ninh Bình là địa phương duy nhất ở Việt Nam và cũng là số ít trong khu vực sở hữu danh hiệu di sản kép, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An. Cùng với đó, Ninh Bình được thừa hưởng tinh hoa văn hóa của vùng đất kinh đô Hoa Lư như khu di tích đền thờ Vua Đinh, Vua Lê, quần thể di tích cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, Tam Cốc, Bích Động. Trên cơ sở nền tảng truyền thống đó, Ninh Bình đang hướng tới xây dựng đô thị cố đô di sản, vừa bảo tồn các giá trị bền vững của địa phương, vừa mang tính văn minh hiện đại. Tiếp nối thành công của hai kỳ Festival Ninh Bình 2022 và 2023, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng các ban ngành liên quan tổ chức Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 với chủ đề Dòng chảy di sản, diễn ra từ ngày 24 đến 30 tháng 11 tại thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là sự kiện văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng và định vị thương hiệu đô thị di sản thiên niên kỳ của tỉnh Ninh Bình, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa con người Ninh Bình và các vùng miền trong cả nước đến với du khách trong nước và quốc tế. Khi được chiêm ngưỡng, ngắm nhìn những di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình thì khiến cho trong lòng tôi cảm thấy rất là xúc động và luôn luôn cảm thấy trong lòng có một cái niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đến với cố đô Ninh Bình thì một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời về những trang lịch sử rất là hào hùng. Chính vì thế mà tôi cũng diện trên mình một chiếc áo dài đỏ truyền thống của đất nước mình và đến đây thì cũng rất muốn quảng bá tới các bạn trong nước cũng như ngoài nước sẽ biết tới Việt Nam, biết tới Ninh Bình. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi thấy các di sản được bảo tồn rất tốt. Thật tuyệt khi được đến thăm Ninh Bình, nơi từng được một vị vua vĩ đại đã có công thống nhất góp phần mang lại sự phồn vinh cho đất nước, chọn làm kinh đô. Tôi cũng vô cùng ấn tượng với trang phục truyền thống của Việt Nam, được rất nhiều du khách mặc khi tới thăm cố đô. Ở đây có sự hòa quyện, cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và văn hóa truyền thống. Tôi rất trân trọng điều đó. Chúng tôi rất thích nơi này, từ biểu tượng rồng truyền thống cho đến cảnh sắc thiên nhiên, đặc biệt là dịch vụ trải nghiệm văn hóa, vì chúng tôi có một hướng dẫn viên vô cùng tận tâm. Việc xây dựng và quảng bá hình ảnh vùng đất di sản của tỉnh Ninh Bình cũng như văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam thông qua các hoạt động du lịch văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng mang tính đột phá trong việc phát triển địa phương bền vững. Để làm được điều này, cần có sự phối hợp giữa các bộ ban ngành địa phương, chính quyền và nhân dân, đặc biệt là ý thức trách nhiệm của từng cá nhân. Cố đô Hoa Lư, Tràng An, Ninh Bình hay là Tam Cốc thì là những cái điểm rất là hot đối với cả những du khách nước ngoài và cả du khách trong nước. Mình nghĩ là không chỉ mang lại về nguồn tiền đâu mà mang lại cái sức quảng bá, đem cái hình ảnh của Việt Nam mình rất là thân thiện, rất là đẹp. Là một hướng dẫn viên du lịch, mình có trách nhiệm mình như là một cái chiếc cầu nối kết nối các du khách nước ngoài từ một đất nước xa xôi đến đây để tìm hiểu. Mình sẽ cố gắng đưa một hình ảnh Việt Nam chân thật nhất, đẹp nhất đến với cả du khách. Festival Ninh Bình lần thứ 3 năm 2024 tiếp tục khẳng định quyết tâm nỗ lực của tỉnh Ninh Bình trong phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế di sản. Tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy tinh hoa cố đô Hoa Lư nằm trong dòng chảy di sản văn hóa dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế, tạo sản phẩm văn hóa đặc sắc, thu hút khách du lịch, tạo sự đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển. Với nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật giải trí mới lạ đặc sắc, Festival Ninh Bình 2024 đã góp phần tái hiện lịch sử hào hùng, tôn vinh những giá trị tinh hoa rực rỡ của vùng đất cố đô. Trong đó, điểm nhấn là lễ khai mạc diễn ra tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Với chủ đề Dòng chảy di sản, lấy ý tưởng từ hành trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, hành trình lập đô, rời đô, định đô của các bậc đế vương, buổi lễ đã tái hiện lại những cột mốc, bước ngoặt lớn mang tính vận mệnh của dân tộc. Đặc biệt, đêm khai mạc festival được xây dựng như một bộ phim dã sử bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp giữa âm nhạc, vũ kịch và điện ảnh với công nghệ trình diễn hiện đại trên sân khấu chuyển động 3D mapping. Bộ phim đã thực sự khơi mở những giá trị tinh hoa rực rỡ của vùng đất cố đô. Bên cạnh lễ khai mạc, Festival Ninh Bình còn diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc khác, đưa du khách về với cội nguồn văn hóa như triển lãm thơ và trà hội quán Dục Thúy Sơn, chương trình nghệ thuật Ninh Bình Sao Mai Hội Tụ, lễ hội đường phố, đại nhạc hội dân gian điện tử IAFest sẵn sàng chào đón du khách tới tham quan và trải nghiệm. Thông qua việc tổ chức, Festival Ninh Bình 2024 góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào về bề dày lịch sử và kho tàng di sản phong phú của vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình, kích cầu du lịch, kết nối hành trình trải nghiệm của mọi người dân và du khách thông qua các hoạt động trình diễn nghệ thuật giải trí mới lạ, hấp dẫn, độc đáo với quy mô quốc tế, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương, vùng miền.